Tam quỷ tôi xin góp vui bằng một câu chuyện kinh dị. Con tạm đồng với ông ta làm người. Tao sẽ thiêu chết mày. Mấy đứa con của mình sao? Em kêu mãi mà tụi nó không dậy. Làm sao đây? Thì tôi e không phải là tay bay vạ gió đâu. Còn thật ạ, có kẻ nào đó đang cần rất nhiều dương khí. Mẹ ơi! Mọi chuyện là như vậy đó.